Câu thứ hai, con sinh được hai cháu học xong rồi mà chưa xin được việc. Con gặp toàn những người giả dối, nhận xin việc giúp con lại không được, tiền cũng chưa trả hết. Hôm pháp hội Vu Lan con lên chùa, con cúng dường tượng Phật và cúng kinh cho hai cháu. Về nhà con phát nguyện ăn chay trường 21 ngày, tụng kinh sáng và tối. 21 ngày con chỉ tụng được một thời và 10 ngày chay thì con tụng cả quyển, nhưng con không ăn chay được. Thầy cho con hỏi làm như vậy, hai cháu nhà con có được gặp may mắn trong đường công danh không ạ? Con mong thầy chỉ bảo cho con phải làm thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. Cái việc mà bây giờ xã hội nó đang rộn ràng, cái việc mà chạy chức chạy quyền, bỏ tiền xin việc, cái này chúng ta cũng phải thận trọng. Những kẻ lừa đảo bây giờ nó nhan nhản ra. Chúng ta thấy là thông qua báo chí, TV, các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta thấy đâu đó có rất nhiều những kẻ gì giả danh, nào là công an, nào là sĩ quan quân đội, nào là cán bộ cấp cao của đảng, của nhà nước, vân vân và vân vân, để xin việc, đứng lên để xin việc gì cho người dân, đặc biệt là những cái người dân là gì? Những người dân là kém hiểu biết về pháp luật. Và có thể người hiểu biết về pháp luật thì do gì? Do lòng tham. Họ đến họ hứa rằng á, chỉ cần bỏ một vài trăm triệu ra, một vài chục triệu, thậm chí một vài trăm triệu ra, sẽ lo được cho con của mình hoặc cháu của mình được một suất gì? Được một suất làm rất là ngon lành cho các cơ quan nhà nước chẳng hạn, hoặc là các gì? Hoặc là các doanh nghiệp liên doanh với đầu tư với nước ngoài vân vân chẳng hạn, lương tháng thì hậu hĩnh, chế độ đãi ngộ thì gì? Tuyệt vời vân vân và vân vân. Cái lòng tham của chúng ta nó nổi lên. Và thậm chí không có tiền thì đi vay mượn, thậm chí vay lãi nặng để đi chạy việc cho con. Nhưng mà một thời gian sau đợi hoài vẫn chẳng thấy đâu. Lúc đó đem hỏi họ thì họ bảo là cứ đợi, mà đợi hoài chả thấy đâu. Chúng ta khi phát hiện ra họ lừa thì chả có cái gì để mà có thể bắt họ cả, để mà trình báo với các cơ quan nhà nước cả. Trình báo với các cơ quan nhà nước cũng không được. Vì nếu mà trình báo thì có khi họ điều tra ra chúng ta lại mắc vào cái tội gì? Đút lót. Cái tội hối lộ. Pháp luật Việt Nam ấy, pháp luật Việt Nam thì cả người ăn hối lộ và cả người nhận hối lộ nếu mà bị phát hiện ra đều phải chịu xử tội gần như nhau, không có khác. Cho nên khi đó có khi chúng ta để ngậm bồ hòn mà chịu nhục, chịu thiệt. Chả làm gì được, vì khi hai bên có thể chỉ viết cái giấy tay với nhau, mà giấy tay không có con dấu của nhà nước, quốc huy cộp vào đó là hai bên gì giao dịch thương mại với nhau, giao dịch kinh tế với nhau thì pháp luật không có giải quyết. Chúng ta biết rồi, pháp luật không giải quyết cái điều đó. Nên là thôi, khuyên con, dạy cháu nó phải đi lên bằng gì? Bằng chính cái đôi chân của mình. Nghĩa là làm sao phải phấn đấu cho thật giỏi, học cho thật tốt, đi lên bằng chính đôi chân của mình thì nó mới vững. Còn dùng tiền để đi lên á, thì vào trong khi một thời gian sau mình không có tiền nữa thì có khi lại cũng họ không sử dụng trọng dụng ấy, thì chỉ vào đó là cu li thôi. Vào cu li là sao? Nghĩa là chỉ làm những cái công việc như là bưng bê, rót nước, rồi pha trà vân vân. Những cái việc quan trọng họ chẳng giao cho mình, toàn giao cho cái việc điếu đóm. Theo các cụ ngày xưa nói là giao cho cái việc điếu đóm, tức là giúp việc loàng xoàng á. Tháng thì được 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Ôi trời, thôi đi làm ngoài. Nếu có cái bằng cấp mà lại có kiến thức ấy, đi ra làm ở ngoài. Tháng 5, 7 triệu còn đủ sống. Còn vào làm mà điếu đóm long tong tháng 1 triệu rưỡi, 2, 3 triệu thì thôi ở ngoài. Thì còn tốt hơn. Đó. Đấy, khuyên, có lời khuyên Phật tử này như vậy. Còn Phật tử này nói rằng cái việc tụng kinh niệm Phật, Phật tử như thế. Có người nói ở trong câu hỏi này, có công đức không? Có. Tuy là chưa ăn chay được cũng có, tuy là chưa một ngày tụng cả 3 thời được cũng có, ngày tụng một thời kinh Địa Tạng cũng có. Như hôm trước thầy trả lời Phật pháp là gì? Sơ trung hậu đều thiện. Giống như cây mía, gốc, khúc giữa và gì? Và ngọn đều ngọt. Nhưng một cái là ăn khúc gốc thì nó hơi rắn hơn một chút, ăn ngọn thì nó hơi nhạt hơn một chút, nhưng mà vẫn có gì? Vẫn có vị ngọt và vẫn đều ngọt. Khúc giữa thì đương nhiên là ngon nhất, mềm nhất mà ngọt nhất rồi. Nhưng mà đâu, cây mía thì nó phải gì? Nguyên tắc của nó phải có cả gốc, cả ngọn và cả gì, cả khúc giữa đấy. Nên ở đây
Thì Phật pháp nếu mà chúng ta một ngày mà tụng được cả ba thời sáng chiều tối là tốt nhất. Khi mà Phật tử này đang gì, đang phát nguyện để tụng kinh cho con, nhưng khi đọc kinh là phải nhiếp tâm. Chứ đang ngồi tụng kinh mà lại nghĩ được rằng, lại nghĩ rằng á, sao chờ mãi chả thấy người ta gọi điện đến để hỏi xem được việc chưa. Hoặc là đang ngồi tụng kinh nhưng mà cứ nghĩ rằng bao giờ cho tụng hết bộ kinh này để hỏi xem bà ấy hỏi được việc hay cậu ấy, anh ấy xin được việc cho con mình chưa. Và thậm chí là cả thời kinh lúc nào gì miệng thì đọc Nam Mô A Di Đà Phật mà còn lòng á thì nghĩ rằng á, bao giờ đợi điện thoại hoặc là bao giờ xong thời khóa để xuống để gọi điện hỏi người ta xem được chưa. Ấy, tụng kinh như thế á, thì công đức được rất ít. Công đức rất ít. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.